Mưu ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách hàng nhé. Em chào anh Việt Hiền, chào anh Lê Trung Hiếu ạ, chào bác Hân Hân này. Hôm nay thì là em lại lên một buổi sóng báo giá này, lên sóng và báo giá trực tiếp. Nhiều đầu xe ô tô cũ đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày buổi trưa thứ 6 bên gia đình ăn cơm cùng người thân này, vui vẻ hạnh phúc nhé. Chào bác Lý Dậu, chào bác Thơm Lê. Số điện thoại thì em đã ghim ở đây rồi, 0354602790. Bác nào quan tâm thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline đấy luôn nhé. Và địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương. Nếu mà đến Hải Dương thì cứ alo cho em để em sẽ gửi định vị cho mình qua Zalo để dễ dàng cho mình đi lại này. Chào bác Vũ Thị Thanh Hà này, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Hôm nay em lại về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport, giá chỉ từ 420 triệu thôi, 5 chỗ ngồi gầm cao. Cảm ơn anh Lý Dậu ạ, em chào anh Tuấn Tam, chào anh Xuân Cường nhé. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em ạ. Eco 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chỉ có 420 triệu thôi ạ. Cảm ơn bác Thơm Lê nhé, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em xem xin 30 giây nữa thôi, đợi khách hàng vào một chút thì em sẽ đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay. Dư hôm nay thoải mái hơn, thời tiết dễ chịu hơn so với mọi hôm rồi, đỡ nắng rồi. Về thêm cả bán tải chi tông này, về thêm nhiều những dòng xe như Vios, Kia Morning, về rất là nhiều luôn ạ, chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Anh Tuấn ơi, có Vios nào 200 quay đầu không? Vios thì em có 2008, 2009, 2010, 201 quay đầu anh nhá. Có Vios 2016 hơn 300 triệu, 2011 nữa hơn 200 triệu. Anh Tuấn đợi em một chút nhá. Chào bác Đức Hậu này, chào bác Phạm Thị Luyến nào, chia sẻ cho em đi các bác ơi. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Em sẽ đi báo giá, buổi báo giá ngày hôm nay. Tiến ơi, cho mình xin cái ô. Bạn gặp bạn đấy cho mình ấy. Tí nó lắng mình chia điện thoại không nó lóng. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương các bác nhé. Chào anh Khoa Nguyễn ạ, quan tâm mẫu xe nào để lại số điện thoại cho em ạ. Em cũng không biết luôn anh ơi, em không biết đâu. Chị đấy là bên làng bên khác, em bên khác anh nhé. Bây giờ thì em Hương xin phép được quay sang cam sau ạ. Em chào anh Nguyễn Duy Hoàn này, chào anh Khoa Nguyễn này. Chị đấy ở bên khác, em bên khác, không phải cùng một xe room đâu ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nhé anh Đà Tùng ơi, chia sẻ cho em Hương lên được không ạ? Rồi ôi, lắng rồi, sáng thì dâm giờ, vừa mới khen thời tiết dễ chịu nên lại lắng rồi. Chào anh Xuân Vũ này, chia sẻ mạnh mẽ lên, em sẽ đi báo giá đây ạ, cho em xin phép đội cái lón lên đã. Đội lón lên để chiến đấu một tiếng đồng hồ nè. Quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo để em Hương tư vấn cho khách hàng nhà mình nhé. 0354602790 là số điện thoại hotline của em rồi, chết rồi, từ từ em đợi em đội cái nón đã. Cái nón nó bị ai đội vào chặt dây quá. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương các bác nhé, em chào anh Đặng Quang. 22 chào 34, em cảm ơn anh Cường móm ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương được không ạ? Quá là nhiều xe đẹp luôn, để khách hàng nhà mình có thể nhìn thấy được bài viết, bài livestream của em Lê Hương ngày hôm nay. Em chào anh Sĩ Lý này. Ôi dồi ôi, em sẽ đi báo giá ngay đây ạ, chia sẻ nhiệt tình nhá, đi đây em sẽ đi đây. Hôm nay em về thêm 5 chỗ ngồi gầm cao Ford Eco Sport. Nói chung là đây là một trong những cái dòng xe mà về chỉ trong vòng 24 giờ thôi. 24 giờ là sẽ lại bay thôi. Tối hay chiều ngày hôm qua mới về nhá, đi từ cả ngày hôm qua. Livestream xong phát là em Hương đi luôn. Lên Hà Nội bắt ngay chiếc xe Eco Sport đây các bác nhìn này. Bản Titanium cao cấp đời 2015, số tự động đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, zin đẹp toàn xe, với nước sơn màu đỏ cam các bác nhé, không phải đỏ chót đâu ạ, màu đỏ cam. Nếu như bác nào thích đỏ cam thì mai em lại cho về thêm đỏ cam. Còn đây là chiếc xe Eco màu đỏ chót của em Hương, bản Titanium cao cấp đời 2015, nhưng giá chào bán chỉ có 420 triệu thôi ạ. Zin đẹp cả xe luôn các bác nhé. La răng thể thao em này, bản này nhiều túi khí, 6-8 túi khí an toàn, cửa lóc đầy đủ, phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí rồi. Với động cơ trang bị 1.5, số tự động đẹp, cửa lóc đầy đủ thì Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Với cái tầm tiền 420 triệu thì cứ về trước nào là em Hương lại đi trước đấy luôn. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng và em này thì có cả khẩu lệnh trên vô lăng rồi. Có luôn khẩu lệnh này, cửa lóc này, màn hình giải trí các bác nhé. Zin đẹp toàn xe luôn, số tự động đẹp cho chiếc xe Eco Sport của em Hương đây ạ. Chiều ngày hôm qua dù rất là mưa, Hải Dương mưa,
livestream xong mệt ơi là mệt nhưng vẫn cố lên Hà Nội để bắt luôn chiếc xe Eco này. Thì xe quá là đẹp. Nếu như mà không bắt ngay thì sẽ không còn nhá. Bản Titanium cao cấp 420 triệu 5 chỗ ngồi gầm cao đấy ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Bùi Tấn này. Chào anh Khanh Lê này, chào anh Dương Kết, anh Diên Cất ơi, chia sẻ nhé anh Bùi Tấn ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương đấy ạ. Quá là nhiều xe. Ở đây thì em còn có siêu phẩm Y10 biển 34 này. Y10 thì bên em Hương lúc nào cũng phải một dàn luôn. Dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ, ăn ít xăng. Đây là chiếc xe Y10 số tự động đời 2014 bản nhập khẩu. Động cơ trang bị 1.0. Em Hương đang bán là 310 triệu đồng. Y10 số tự động 2014 nhập Ấn Độ biển Hải Dương nhé các bác nhé. Biển 34 Hải Dương của em Hương. 310 triệu đồng cho chiếc xe Y10 số tự động đây ạ. Động cơ 1.0. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, xi nhan trên gương. Cửa lóc chứ xin lỗi, em lại nói Y10 cửa lóc. La răng đầy đủ cho em. La răng thể thao phanh ABS đây ạ. Cứ về là đi theo chồng ok luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Quân ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Hầu như cứ trước nào em về là em lại bay luôn. Những dòng xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao mà giá chỉ trên 400 và gần 400 là hot lắm ạ. Không có mà bắt, chứ nếu như có thì em bắt luôn cả 30 chiếc cũng có luôn nếu như mà có. Chào anh Giang Hân nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Hôm nay thì em còn mới về thêm Mazda 2 màu đỏ luôn này. Mazda 2 form dáng hatchback xịn sò, một chủ sử dụng đời 2015. Em Mazda 2 này là số tự động này, có giải đèn nét, xi nhan trên gương, xi nhan trên hông. Biển này là biển 14 nhá. Mazda 2 này là biển 14 này. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Giá chào bán là 335 triệu. Đăng ký đăng kiểm còn tận đến tháng 5 2023 cơ. Đăng ký thì cứ dài miên man thôi. Xe cũ thì gọi là đi lấy chồng ạ, à, là lấy hai chồng à, đúng rồi anh ạ. Xe cũ là lấy hai chồng, có những người ta lấy một chồng người ta còn cặp bồ nữa đấy. Hay là gọi là đi cặp bồ hay đi ngoại tình anh nhỉ? Về nghỉ trưa em ơi, nắng lắm, tối nay về muộn năm anh ạ. Mấy hôm nay Hải Dương lại cứ quen mùi, là cứ đến tối là mưa cơ, không nay là cơ anh ạ. Mazda 2 của em đây, máy số zin, sơn zin, ghế da zin, màn hình giải trí đầy đủ rồi, số tự động đẹp. Giá chờ bán là 335 triệu, đời 2015, một chủ sử dụng máy số zin nhá. Mazda 2 của em Hương đây ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bác Bùi Quang Hà ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Ngày hôm qua em Hương đã chốt tận lúc đến lúc chiều là 5 chiếc xe. Đến tối ngày hôm qua còn chốt thêm một chiếc xe Y10. Còn chốt thêm một chiếc xe Mazda 3 màu đỏ phanh tay điện tử, lỗi em chốt hết rồi đấy các bác ạ. Cảm ơn anh Bùi Hòa Quang nhé, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Cảm ơn anh Tấn ạ. Cảm ơn anh Tấn rất là nhiều, những cái lời chúc rất là ý nghĩa cho em ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Em chào anh xe du lịch Vân Xe đúng không ạ? Chào anh Triệu Lâm. Bên đây thì em Hương còn có Y10 đây. Em này cũng là số tự động nhá. Hai chiếc này thì nhìn nó xem nhau này. Từ form dáng và phong cách xe nó giống nhau. Nhưng em này là 2014. 2014 thì 310 triệu mà 2015 lại có 320 triệu. Có thể nói là dần nhập được giá rẻ thì em sẽ để cho mình giá rẻ luôn. Y10 2015 bản nhập Ấn em Hương đang bán là 320 triệu. Nói chung là về Y10 thì em Hương nhiều lắm. Các bác nào đến nhà em Hương trước hay sau gì cũng sẽ đều mua được xe thôi. Vì em Y10 em nhiều lắm. Còn cái em này là cái em gì đây, hay xe của khách nhỉ? À chắc em này xe của khách rồi, nhìn nó cứ nạ hay là mới về nhỉ? À em này mới về đấy các bác này. Em này mới về này. Em cảm ơn anh Hoàng Tử Bonsai nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương được không ạ? Ở đây thì em còn có Kia Morning đây ạ. Kia Morning biển 99, hai mắt cảm biến va chạm phía sau, lắp lipo bô đôi thể thao, nhìn form cách rất là xịn sò luôn. Nếu như Kia Morning hay Y10 màu trắng là ăn khách thì đây cũng là một trong những cái màu xe mà ăn khách nhất các bác nhé. Một chiếc xe Kia Morning bản SI đời 2015, đăng ký là 2016 này, giá chào bán 255 triệu, cái màu sơn nhìn phát yêu luôn. Màu này gọi là màu lâu lông chuột à, nhìn nó giống con chuột. Đèn bi salon, giải đèn nét, xi nhan trên gương đầy đủ rồi. 255 triệu bao rút hồ sơ. Thương lượng lộc lá thêm cho bác nào đang quan tâm về dòng Morning mà yêu cái màu này. Cái màu này em nhìn rất là vào mắt luôn nhá. Phong cách nó nhã nhặn thôi, nó không quá là lòe loẹt. 255 triệu la răng kiểu mới rồi, phanh ABS chống bó cứng, xi nhan trên gương, màn hình giải trí cũng có luôn rồi.
225 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Nhưng mà là bản này là bản SI này, bản cái cao cấp hơn những dòng kia nhé. 450 khách hàng ơi, chia sẻ cho em Lê Hương được không ạ? Có Santa Fe 2010 không? Santa Fe em còn bản Gold máy dầu đời 2007, số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi mà giá chỉ có 215 triệu thôi. Anh Phong ngày mới ơi, để em một chút nhá. Anh ơi, Waterloo em về rồi nhưng mà em về máy xăng nhá, máy dầu em chưa về. Em chào anh A Triệu này, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Hôm nay là em Hương phi ở chỗ lắng trước này. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10, Grand i10 đời 2016 trong một dàn xe i10 hatchback. Thì đây là chiếc xe i10 cuối cùng trong hiện tại bây giờ em đang có này. Chiếc xe i10 duy nhất đấy, duy nhất đời 2016 em đang có nhá. Bản nhập khẩu sedan 2 đầu, động cơ trang bị 1.2, giá chào bán là 255 triệu. i10 sedan nước sơn màu trắng đẹp, la răng sắt nguyên bản này. Ốp hết tay lắm cửa mạ chrome. Màn hình giải trí có rồi, ghế vải nguyên zin, có luôn màn hình giải trí rồi. Em Hương đang bán chiếc xe i10 này với giá là 255 triệu. Anh Phương Bắc ơi, Honda Civic em tạm hết nhá. Honda Civic em đang tạm hết rồi. Em chào anh Tiêu Eban này, chào anh Phùng Trường. Các khách hàng ơi, chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương nào. Đây ạ, 255 triệu, người nhà bạn bè mình mà đang muốn tìm một chiếc xe chạy để về đi gia đình hay dịch vụ, bản i10 2 đầu giá rẻ, thì các bác nhớ là kết nối hộ em nhé. Quay Innova đi ạ, Innova được em một chút ạ. Con Morning và màu lông chuột của em Hương đây ạ, 255 triệu, vẫn bao rút hồ sơ, thương lượng lộc ná thêm cho mình nếu như bác nào đến xem xe. Còn không đến xem xe được thì em sẽ ship xe cho mình nhá. Em chào anh Việt Anh ạ. Anh Nguyễn Hoàn Duy ơi đây ạ. Con màu lông chuột đây, thật sự trong giấy tờ nó tên là cái màu gì em cũng không nhớ, nhưng mà em nhìn là em cứ tả cho các bác dễ hiểu trên livestream. Fiat em có anh Phùng Trường nhá. À em lại bị nói nhanh rồi. Vâng, em sẽ cố gắng nói chậm. Em sẽ cố gắng nói chậm vì em bị mấy bác trong Nam nói là nhanh quá không nghe kịp. Anh Phùng Trường ơi, để lại số điện thoại em sẽ kết nối Zalo gửi cho mình Vios này. Vios thì em đang về thêm một chiếc 2019 màu trắng đẹp. Và một chiếc màu đen 2016 bản E, một chiếc 2011 bản E và rất nhiều bản limo nữa. Anh quan tâm thì để lại số điện thoại cho em và cùng em xem livestream. Em sẽ đi báo giá hết cho mình. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Hyundai Elantra bản GLS này. Hyundai Elantra nhé. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau, cam lùi có rồi. Phanh ABS, một dàn lốp mới mâm rất là đẹp luôn. i10 đối diện bản sedan này là 255 triệu đời 2016 bản sedan 2 đầu. Bác Ma Ngọc Hân ơi, 255 triệu thương lượng lộc lá cộng bao rút hồ sơ cho mình. Để lại số điện thoại cho em và chia sẻ cho em ạ. Chốt trên livestream bao giờ cũng được giảm 10 triệu đồng trên một đầu xe. Chỉ chốt trên livestream thôi. Nên bác nào thích xe nào thì chốt luôn trực tiếp vào đây đến xem xe. Mà không như em cam kết, em sẽ hoàn cho mình 100% tiền cọc. Cọc chỉ để giữ xe thôi ạ. Em chào anh Trung Giày này. Hyundai Elantra đời 2017, số tự động đẹp, biển 99 nhá. Accent đã đạt đẳng cấp rồi thì Hyundai Elantra nó còn ở trên cả đẳng cấp luôn. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chỉnh tự động, cửa lóc đầy đủ, số tự động, đèn bi salon giải đèn nét rồi, phanh ABS. 515 triệu đời 2017 cho chiếc xe Hyundai Elantra của em Hương. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, tổ hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng rồi, màn hình giải trí đề lộ thông minh. 515 triệu cho chiếc xe Hyundai Elantra của em Hương ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Ba Liên, chào anh David Đỗ ạ. Chia sẻ cho em Hương được không ạ? Chào bác Đình Văn Lâm ạ. Chào anh Đinh Khắc Nghiệp, chia sẻ cho em Hương nhá các bác nhá. Hôm nay thì em còn mới về thêm một chiếc xe Chevrolet Cruze. Cruze hiện tại bên em còn một chiếc đen và một chiếc trắng, thì em lại về thêm một chiếc đen. Nhìn với cái phong cách sơn của em nó quá là thể thao luôn. Em Hương nhìn phát là yêu luôn, phải mua cho bằng được. Lên kiểm tra thì cũng là không phụ lòng em, quá là ưng ý luôn. Một chiếc xe Chevrolet Cruze biển 20. Các bác nhìn nhá, nếu như chiếc xe này mà không chốt được nữa thì không thể nào mua được Cruze. Nó quá là đẹp luôn. Đèn bi salon, giải đèn nét, na răng 5 chấu ạ. Chevrolet Cruze số sàn đời 2011, em Hương đang bán là 245 triệu. Chỉ với trên 200 triệu các bác đi được mua bản sedan 2 đầu.
từ phong dáng này, nội thất máy móc nó phải ngon như thế này cơ mà. Anh Phùng Trường quan tâm về xe nào nhỉ? Để đợi em một chút ạ. Em quay nốt chiếc Cruise mới về của em Hương nhá. Ghế da cao cấp xịn sò với nội thất màu rất là đẹp. Vô lăng xịn sò chưa ạ? Túi khí an toàn đầy đủ hết rồi mà giá chỉ có 245 triệu. 245 triệu ạ. Quay vi ớt anh xem rồi. Ok anh ạ, em sẽ quay vi ớt ạ. Lắng quá. Chị ơi, thấy Mazda bên chị giá bao nhiêu? Mazda thì bên em có nhiều Mazda lắm ạ. Mazda chỉ từ 295 triệu cho đến 355 triệu. Bác Hoàng Hiệp ơi, đợi em một chút nhé. Em sẽ vào quay Mazda. Vì em đang đứng ở bên ngoài rồi thì em sẽ quay hết vòng bên ngoài, sẽ đi vào trong nhé. Cờ đuôi màu đen đây ạ, 255 triệu. Thì em còn có cờ đuôi màu trắng đời 2012, giá chào bán cũng là 258 triệu. Chiếc màu đen này là 245 triệu, các bác em nhầm. Cờ đuôi màu đen mới về là 245 triệu ạ. Đời 2011, đẹp lắm luôn. Mazda 3 hả chị? Em có Mazda 3 nhé. Em có mấy Mazda 3, cả Mazda 2 em cũng có luôn. Cờ đuôi đời 2012, số sàn màu trắng đẹp. Em Hương đang bán là 258 triệu. 258 triệu đời 2012, tư nhân sử dụng, biển Hải Dương một chủ các bác nhé. Động cơ 1.6 ạ. Nhiều i10 lắm nhé. Để em đợi em một chút, Mazda 3 em có, đợi em một chút ạ. Ở đây thì em còn có một chiếc xe i10 bản đủ, số sàn hatchback. i10 hatchback đời 2016 nhập khẩu 1.0. Em Hương đang bán là 268 triệu. Màn hình giải trí cam lùi, cam hành trình đầy đủ rồi, đề đổ thông minh, tổ hợp phím bấm trên vô lăng. Một chiếc xe của em Hương đây ạ, 268 triệu i10 bản đồ nhá. Xin phép em đi vào trong để em quay nào. Bác nào vừa hỏi Vios nhờ, Vios đâu rồi? Mazda 3 em có đây anh ơi. Mazda 2 này, có này. Mazda 3 có này, 60 khách hàng ơi. Anh Hùng Cường ơi, anh Hoàn Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Mazda 3 của em Hương đây. Em chào anh Lê Hải nhá. Mazda 3 của em Hương đây ạ, màu đỏ đẹp, 555 triệu, đời 2017, số tự động, phanh tay điện tử, hai chế độ lái, lên đèn bi salon hết rồi. Cửa lóc đầy đủ, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Đây ạ, đây ạ, phanh tay điện tử đây, Mazda 3 đây anh ơi. Dòng này là dòng form dáng mới rồi. Phanh tay điện tử, phanh ABS đầy đủ hết nhá. Phanh tay điện tử rồi nhưng lại còn có hai chế độ lái cơ. 555 triệu thương lượng lộc lá thêm cho mình. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại cho em nhé. 2017, số tự động, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Em chào anh Phạm Bằng, chào anh Gia Phúc, chào anh Minh Trân, chào anh Huy Blue ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào, 70 khách hàng thân yêu của em Hương ơi. Nếu như các bác mà nhìn thấy bài viết của em, bình luận mà em chưa đọc thì bình luận lại giúp em nhé. Đôi khi là Facebook ẩn tương tác, ẩn bình luận em không nhìn thấy thôi. Chứ nếu mà em thấy em đọc luôn ạ. Xin shop địa chỉ hay là số điện thoại anh ơi. Em có địa chỉ là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số hotline của em 0354602790. Kết nối Zalo sẽ tư vấn cho mình. Em chào anh bố Cu Tôm này. Chào anh Lê Minh Hải, chào anh Vũ Thế Hiếu này. Mazda 3 thì em còn đây. Mazda 3 đời 2009 nhập khẩu, số tự động, động cơ trang bị 1.6 nhá. Em Mazda 3 này là form dáng chú hề mặt cười. Form dáng chú hề, 299 triệu, số tự động. Cửa lóc đầy đủ này, đèn bi salon giải đèn nét rồi. Mazda 3 đời 2009, 299 triệu, số tự động này. Mazda 3 đời 2009 cũng là bản nhập khẩu nhá. Bản sedan hai đầu cũng là mặt hề đây. Giá chào bán là 285 triệu đời 2009 đây. Nhập khẩu 2.0 các bác ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên anh Minh Hiếu ơi. Anh Minh Hải ơi, anh Huy Nguyễn ơi, chia sẻ cho em Hương được không ạ? Ở đây thì em còn có Kia Morning này. Kia Morning số tự động bản nhập khẩu đời 2010. Em Hương đang bán là 230 triệu. 230 triệu cho chiếc xe Kia Morning của em Hương. Lên đèn bi salon rồi. Hơn 200 triệu đi xe số tự động, đỡ mưa nắng đúng không ạ? La Răng Hoa Mai, số tự động thì hai vợ chồng đều có thể đi được. Đối với bằng B1 hay B2 đều đi được nhé.
Em chào anh Huy Nguyễn, anh Đỗ Thái này. Chia sẻ cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Bên đây thì em còn có i10 đây. i10 đời 2013 với động cơ trang bị 1.0. Số sàn em Hương bán là 168 triệu biển miền Trung Huế đây. i10 168 triệu đời 2013. Còn bác nào với tài chính 150 triệu thì có thể tham khảo cho em La City EX đời 2009, giá chào bán chỉ có 150 triệu thôi ạ. 150 triệu cho chiếc xe La City EX đây ạ. Có Innova, anh quay anh xem rồi. Ok, em sẽ đi quay Innova nhé, để em ngắm xem nó ở khu vực nào. Tại vì em muốn đi lần lượt đấy ạ. Innova thì em còn... Innova này đi công vụ rồi anh ơi. Anh Trịnh ơi, Innova em có 2007 máy zin, không taxi, không dịch vụ, nhưng mà nay lại đi công vụ rồi, nay đi bắt một chiếc xe Kia Morning rồi. Em đang về thêm một chiếc xe Innova số sàn đời 2011 nữa, màu vàng cát nữa. Còn ở đây thì em còn có một chiếc Innova nữa đây. Em có Tucson anh nhá. Kia Sportage thì em lại về làm dâu Hà Nội rồi, mới tối ngày hôm kia thôi. Còn em có 5 chỗ ngồi gầm cao, em có Tucson này. Và em có Eco Sport nha anh nhá. Em có Tucson anh Hiếu ơi. Đây em sẽ quay Innova này. Innova đời 2007, số sàn động cơ trang bị 2.0, 7 chỗ ngồi. Em Hương đang bán chiếc này là 225 triệu. Em còn một chiếc nữa 240 triệu cùng đời, cùng phân khúc, cùng cái kiểu form dáng như này nhá. Chiếc Innova này là 225 triệu. Để lại số điện thoại cho em hoặc kết nối Zalo thì em sẽ thể gửi cho mình hình ảnh này và video chi tiết về chiếc xe Innova. Innova đây ạ. Màn hình OLED rồi, túi khí an toàn. Innova thì nó không nhiều công nghệ hay là option như những dòng xe 7 chỗ ngồi khác như Xpander, mà nó chỉ là phong cách nó chỉ như vậy thôi, nó không lên form dáng quá là nhiều. Còn nếu như bác nào thích 7 chỗ mà sang trọng hơn thì có Xpander 2020 nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao, nếu như mà em mới về chiếc Tucson em đang cho đi dọn rồi, đời 2011 và 2012 em đều có, giá chỉ từ 440 đến 450 triệu thôi ạ. Còn chiếc Eco 5 chỗ ngồi gầm cao này thì em Hương mới về buổi chiều ngày hôm qua, chiếc này là 420 triệu. 420 triệu đây ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao số tự động bản Titanium cao cấp, cửa lắp đầy đủ, túi khí an toàn quanh xe luôn, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Eco Sport em Hương bán là 420 triệu nhé. Innova thì một chiếc em đang đi công vụ rồi. Các bác muốn xem xe nào thì cứ bình luận ở đây, em nhìn thấy em sẽ đọc này. Em chào anh Đỗ LT, chào anh Chuyến Nguyễn này, chào anh Nguyễn Tây, chào bác Gia Hân. Anh Đỗ LT ơi, anh mua được xe chưa anh? Fiat của em Hương đâu nhỉ? Đây rồi. Ở đây thì em Hương Hilux bán tải ạ. Hilux bán tải hôm nay em Hương cũng lại đi cho đi dọn rồi, mới về anh nhé. Anh Trần Quang Học ơi, Hilux bán tải em lại cho đi dọn rồi. Chiếc Hilux của em là hơn 600 triệu, số tự động máy dầu. Quay Tucson ạ, đợi em một chút nha. Anh ơi, Tucson đâu ấy nhỉ? Vâng, anh đánh vào đây cho nó dễ like. Đây rồi, anh ấy về đây rồi. Anh Vũ Thế Hiếu ơi, đợi em một phút nhá, để các anh ấy đánh Tucson lên nhá. Đây ạ, ở đây em có Kia Morning này. Kia Morning đời 2011, số tự động biển 89 nhá. Nếu như thật sự có tầm tiền trên 200, thay vì mua một chiếc xe SH hơn 100 triệu thì các bác hãy cố lên mua chiếc xe Kia Morning này. Máy số zin đẹp, sơn zin đẹp luôn, ghế da cao cấp, mà giá chỉ có 218 triệu thôi. 218 triệu cho chiếc xe của em Hương. Kia Morning đây ạ. Động cơ là 1.0, số tự động quá là đẹp luôn cho chiếc xe Kia Morning. Anh Nguyễn Phan Nguyễn ơi, bán tải à? Bán tải thì em có này, quay luôn chiếc bên cạnh em luôn nhé. Bán tải thì em Hương có chiếc Nissan Navara đời 2014, đăng ký 2015. Đây, Tucson đang về đây rồi, nhưng em đang nói dở bán tải. Cho gọn vào để em quay nhé, lùi đít vào đi. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. À, bán tải Chi Tông ạ. Thế vào đây, đây. Anh Minh Hậu đợi em một chút nha. Đây, em sẽ quay cả hai chiếc. Nissan Navara đời 2014, đăng ký 2015. Máy dầu 2 cầu, số tự động đẹp, động cơ trang bị 2.5. Em Hương đang bán chiếc Nissan Navara này là 398 triệu. 398 triệu cho chiếc xe đây. Bác nào vừa hỏi em về chiếc xe Tucson thì em Hương có đây, vừa mới về đây các bác này. Một siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao biển Hà Nội Tucson đây, màu nâu.
đời 2011. À hai, chiếc này là 2010. Tucson 2010, giá chào bán giật mình luôn, 438 triệu. 438 triệu. Sao lắm đồ cổ thế? Em không biết là ý anh là đồ cổ là như thế nào. Chắc là anh nhiều tiền thì anh có kinh tế thì anh mua tầm 2020, 21, 22. Còn em làm những dòng xe 2010, 2009 là vừa với gia đình. Vừa với gia đình, vừa với túi tiền và vừa với đời. Còn nhiều bác không có tiền mua 2020, 21, 22 đâu ạ. Mua 2020 thì cũng đắt là tiền luôn. Em có 2010 đây nhá. Tucson 2010 anh ạ. Giá chào bán 438 triệu, order bao nhiêu à? Em lại không cầm chìa khóa ở đây rồi, anh lại cất đi rồi. Em không cầm chìa khóa ở đây cơ anh ạ. Anh Vũ Thế Hiếu ơi, để lại số điện thoại cho em, lúc vừa anh ấy chạy vào lại cầm chìa khóa theo rồi. Nhưng em này form dáng mới đẹp rồi. Tucson 2010 438 triệu. Nếu như mà không mua được chiếc xe này thì quá là tiếc luôn. Ghế da màu nâu cao cấp xịn sò, cửa sổ trời toàn cảnh không ha, full HD không che một chút nào. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, ghế da, ghế lái chỉnh điện này. Eco em có màu đỏ, chị Sim Vũ ơi, màu đỏ 2015 420 triệu, số tự động titanium cao cấp mới về nhá. Còn đây là chiếc Tucson em Hương mới về đây. Anh Hiếu ơi, bây giờ này để làm một cái giao dịch vừa uy tín vừa công khai. Anh Hiếu, nếu như mà anh thích chiếc xe này của em Hương, em để cho anh còn 428 triệu trực tiếp trên livestream. Chốt luôn trên livestream cọc tiền. Đến xem xe không như em cam kết thì em sẽ hoàn cọc cho anh 100%. Vì em tự tin chiếc xe này của em Hương quá là đẹp luôn. Vừa mới về đây ạ. Tucson 5 chỗ ngồi gầm cao máy xăng, em Hương đang bán là 438 triệu. Chốt cho anh Nguyễn Thế Hiếu à, Vũ Thế Hiếu, nếu như anh chốt trên livestream, em để luôn cho anh còn 428 triệu. Chốt chuôn trên luôn trên livestream đi anh ạ. Xe quá là đẹp này, đây nhá, ghế lái chỉnh điện này, ghế da màu lâu bò sang trọng, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Em này còn có khóa cầu V-Sign này các bác này, khóa cầu V-Sign. Vừa mới về đẹp như thế này cơ mà. Khóa cầu V-Sign đầy đủ hết rồi các bác nhá, này. Chốt luôn cho tôi, đúng rồi anh ạ. Mạng kém đó em, mạng kém mà. Chắc là em ra lắng nhiều quá thì em xin phép phải vào trong thôi, lắng quá lại sập máy bây giờ. Anh Vũ Thế ơi, chốt luôn trên livestream cho em. Đến xem xe mà không như em Hương cam kết, không ưng em hoàn lại cọc cho mình luôn. Tự tin chiếc xe của em Hương 2010 mà bác chê đồ cổ sao, không có đâu nha các bác nhá. Xe cực đẹp luôn. Cửa sổ trời toàn cảnh full HD không che. Đèn bi salon, dải đèn nét gốc Hà Nội. Bác nào có về Hà Nội tiết kiệm được 20 triệu phí sang tên, đổi vùng cho em ạ. Còn bác nào vừa hỏi bán tải chi tông thì em có bán tải chi tông máy dầu đây. Chi tông máy dầu đời 2010, đời 2017, nhập khẩu, số tự động 2.4. Em này một cầu đây anh này. Em này một cầu mà giá chỉ có 485 triệu thôi. Chi tông máy dầu đây. Chi tông máy dầu 485 triệu đời 2017, biển tư nhân Hải Dương. Bán tải chi tông màu xanh đây ạ. Ghế da theo xe, em sẽ mở luôn cho anh xem là ghế da theo cái gì nhá. Lức dừa đấy cô. Bà, có gì? Em phải uống hớp nước cô vì nó tiếp nước cho em rồi, lắng quá các bác ạ. Ghế da đây anh ơi. Một trong những cái dàn ghế da cao cấp như thế này nhá, nếu cũng muốn bọc lại cũng phải mất nhiều tiền mới bọc được cái ghế da này anh này. Mà ghế da căng nét đẹp như thế này rồi, xịn sò luôn, ghế da thông hơi, ngồi rất là an toàn này, mã ghế hai bên căng nét, ngồi không có cảm giác bị chồng chành một chút nào luôn. Đây là dòng xe Tucson của em Hương đây. 438 triệu, chốt trên livestream còn 420 triệu. Khóa cầu V-Sign, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, túi khí an toàn. Ghế lái chỉnh điện, xe quá là đẹp luôn. Biển Hà Nội, phía sau xe lắp hết cả lipo rồi. À, em này còn là hai cầu các bác nhá. Em Tucson này là hai cầu, biển Hà Nội đây. Quá là đẳng cấp luôn. Chi tông đây, biển 34 bán tải đây. Hơn 400 triệu thôi mà đời 2017, đời cao chốt vót luôn rồi. Xin phép cho em Hương vào đây quay đây. Ở đây thì em Hương còn có một chiếc xe Accent nhập khẩu này.
Accent nhập khẩu đời 2011 màu đỏ đẹp, máy số zin. Sập điện thoại. Ôi dồi ôi, bác các bác ơi, ra ngoài nắng nhiều quá, điện thoại nó bị sập, phải vào trong dâm đây. Chia sẻ cho em đi ạ. Quay phần máy. Anh Vũ Thế ơi, phần máy thì anh kết nối Zalo nhá. Vì bây giờ một tay em cầm điện thoại, một tay em không lập được lắt cabo lên, con ấy nó cũng cao ấy. Em cam kết cho anh là không đâm xô, không ngấm nước luôn. Chốt trên livestream giảm luôn 10 triệu đồng. Đến xem xe. Một chút nữa livestream xong thì em sẽ xuống quay video cho anh. Em bị nóng máy quá, nó sập bên này. Em chào anh Trần Út, chào anh Quy Lê, chào bác Trần Giang, chào bác Hoa Doãn, chào bác Tuyến Lê, chào bác Lê Nhìn Trộm, chào bác Nguyễn Thái Hòa, chào anh Sống Để Hát, một bác sống theo đam mê hát rồi. Chào anh Nghĩa Phan ạ, chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Chia sẻ nhiệt tình lên giúp em các bác nhá. Đây ạ, hôm nay thì em còn có Fortuner đây. Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động đời 2011, em Hương đang bán là 386 triệu. 386 triệu cho chiếc xe Fortuner của em Hương. Xe quá là đẹp luôn. Số tự động máy xăng Fortuner, 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động, động cơ trang bị 2.7 nhá. 386 triệu với nước sơn màu đen đẹp cho chiếc xe Fortuner của em Hương đây ạ. Fortuner thì em Hương còn có cả một chiếc màu bạc nữa đời 2013, cũng là máy xăng. Nhưng em này là một cầu. Đây, Fortuner số tự động máy xăng, một cầu số tự động, 450 triệu đời 2013. Biển Hà Nội luôn các bác này, biển Hà Nội luôn. Fortuner gương kính thì cụp chỉnh auto tự động cho em. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em nào. Em chào anh Đình Nguyễn, chào anh Đỗ Đàn Văn Đỗ này, cho anh bố Vũ Huy này. Chiếc xe của em Hương đây, Fortuner, gương kính cụp chỉnh tự động, form dáng rất là to và trường luôn. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em các bác nhá. Vừa rồi em ra lắng nhiều quá, máy nó hơi bị lắc lác một tí ạ. Nên các bác vào chia sẻ cho em Hương lên nào, để em tiếp cận được nhiều khách hàng thân yêu của em Hương. Fortuner 450 triệu đời 2015. Bản này cũng là 2.7 nhá, nhưng em này là một cầu. Em này thì chốt cửa rồi nên không mở bên trong nội thất được. Hôm trước bác nào hỏi em về Na City SE thì em Hương có này. Na City SE đời 2009 bản nhập khẩu, em Hương đang bán là 210 triệu đồng. Bản sedan 2 đầu Na City SE đây ạ, 210 triệu đồng đời 2009 các bác nhá. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em. Ngoài này còn nhiều xe quá mà lắng quá, máy nó lại bị sập không cho like, nên em xin phép đi vào trong dãy trong này. Chào anh Phùng Chính này, chào anh Hoàn Cảnh, Hoàng Cảnh ạ, chia sẻ nhiệt tình lên. Vios em có về thêm chiếc xe Vios nữa đây. Đời 2011. Tiếp nước đi anh. Trong tủ lạnh có cái chai nước anh ạ. Vios đời 2011 số sàn với nước sơn màu đen. Động cơ trang bị 1.5, em Hương đang bán chiếc Vios này là 265 triệu. 265 triệu biển 14 nhá. Động cơ trang bị 1.5 xi nhan trên gương, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ rồi. Một dàn lốp đẹp. La răng hợp la răng thể thao nhá các bác nhá, không phải la răng sắt đâu, la răng lúc rồi. Màn hình giải trí đây, ghế da cũng xịn xò luôn. 265 triệu đời 2011 cho chiếc xe Vios bản E của em Hương. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Chào anh Nguyễn Học, chào anh Quang Thảo, Thảo Nhi này. Bên đây thì em còn có Xpander. Xpander đời 2020, động cơ trang bị 1.5. Em Hương đang bán là 590 triệu. Xpander đây ạ, 2020, số tự động, động cơ 1.5 siêu tiết kiệm nhiên liệu, là còn máy eco nhá, máy eco đây ạ. Máy eco 590 triệu, form dáng mới rồi. Màn hình giải trí cũng có luôn nhá. Phím mở một chạm thông minh trên cánh cửa này, bên trong này. Đề lỗ thông minh, ghế da zin, máy số zin luôn. Xe rất là đẹp luôn, 7 chỗ ngồi Xpander, một trong những cái dòng xe 7 chỗ ngồi mà khi ra mắt thị trường là những dòng xe khác bị chững lại vì em nó nhé. Máy số ngon này, tiết kiệm nhiên liệu này, và form dáng cực đẹp luôn.
Xpander 2020 590 triệu. Chiếc Innova bên cạnh thì em bán rồi. Innova bên cạnh thì em bán rồi các bác nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning màu đỏ đây. Kia Morning màu đỏ đẹp. Em này là đời 2016, giá chào bán là 215 triệu. Kia Morning màu đỏ đây ạ. Morning thì màu nào em cũng có, xanh, đỏ, vàng, trắng, bạc. Em đều có luôn, mà giá chỉ loanh quanh trên 200 một xíu thôi. Nên là bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em được không ạ? Chào anh Ngô Đức Sơn. Em chào anh Ngô Đức Sơn này, em chào anh Nguyễn Văn An nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Mạng nó bị đơ một cái là các bác không vào được, là các bác bị out ra rồi. Các bác vào lại giúp em Hương được không ạ? Chia sẻ lên giúp em. Bên đây thì em còn có Hyundai Accent. Accent đời 2018, động cơ trang bị 1.0. Số sàn em Hương đang bán là 416 triệu. Chốt trên livestream giảm luôn 10 triệu đồng. 416 triệu chốt trên livestream giảm luôn cho mình 10 triệu đồng. Hyundai Accent biển 98. Bản sedan 2 đầu, đèn bi salon và giải đèn led đầy đủ cho em. Phanh ABS chống bó cứng rồi, zin đẹp toàn xe luôn. Một siêu phẩm Accent đời 2016 số sàn đây. Số sàn em còn 2019 Accent màu lâu cà phê nữa. Còn đây là chiếc màu đen ạ. Chào anh Tuấn Hưng nhá. Kia Morning đời 2010 thì em Hương có này. Đời 2010, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp, 225 triệu cho chiếc xe Kia Morning biển Hà Nội. 225 triệu thôi, quá là xuất sắc cho một chiếc xe ô tô số tự động đúng không ạ? Đời 2010 đây ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao Santa Fe bản Gold máy dầu đây. 215 triệu biển Hải Phòng. Hải Phòng là không bao giờ đau lòng đây ạ, xe mua thì quá ưng ý luôn. Santa Fe bản Gold máy dầu đời 2002. Đăng ký lăn bánh lần đầu là 2005 ạ. Đời 2002 đăng ký lăn bánh 2007 nhá. Màn hình giải trí, túi khí an toàn, có luôn cả cửa sổ trời này, ghế da màu lâu đẹp. 215 triệu cho chiếc xe Santa Fe bản Gold của em Hương ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em chào anh Duy Trọng này, chào anh Nguyễn Đình Tùng, chào anh Phạm Tân nhá. Bên đây thì em Hương còn về thêm đây, xong dàn bên đây còn có Accent nữa này. Em chào anh Lò Duần. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Thả tim cho bà chị mẹ vợ. Dã man luôn. Chào anh Bùi Thế Nghĩa này. Bên đây thì em còn có Formondeo số tự động phân khúc hạng sang. Giá chào bán chỉ có 185 triệu thôi. Số tự động đẹp đời 2005. Đèn bi salon rồi, xin nhan trên gương, xin nhan trên hông. Phanh ABS chống bó cứng này, cửa lóc đầy đủ. 185 triệu đời 2005 với động cơ trang bị là 2.5 các bác nhé. Form dáng chuẩn cán bộ luôn. Formondeo 185 triệu. Em chào anh Nguyễn Ngọc Thuyết này. Em chào anh Phương Lê, chào anh tất cả khách hàng của em Hương ạ. Chia sẻ nhiệt tình cho em Hương nào. Thả tim thả like cho em vào đây nhé. Bên đây thì em còn có một chiếc xe Accent ở đây. Chiếc Accent màu đen kia số sàn của em Hương là 218 triệu đời 2018. Thì chiếc Accent màu lâu cà phê này của em Hương là 428 triệu đời 2019 ạ. Zin đẹp cả xe luôn. Form dáng cứng cáp đời cao đây ạ. Đời 2019 đã đủ cao chưa ạ? Đèn bi salon dải đèn led đầy đủ rồi, xin nhan trên gương. Bản này là bản số sàn các bác nhá. Em chào anh Năng Chiến ạ. Chia sẻ nhiệt tình đi các bác ơi. Thả những lượt tim, lượt chia sẻ mới cho em nào. Đây ạ, số sàn 428 triệu. Tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng. Đề lộ thông minh, ghế da cao cấp. Đây là trong những dòng xe được rất là nhiều khách hàng quan tâm trong suốt thời gian qua. Form dáng đẹp, máy số ngon, động cơ trang bị 1.4. Thân vỏ cứng cáp các bác nhá. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Lớp sơn thì quá là cứng cáp. Màu trắng thì sợ bẩn, màu đen thì không thích, màu đỏ thì sợ ngoa ngoắt. Thì đây đúng là cái màu các bác cần rồi. Màu lâu đẹp, nhìn quá là cứng cáp luôn. 428 triệu ạ. Em chào anh Nguyễn Ngọc Thuyết, chào anh Lăng Chiến, chào anh Đam Mê Đồ Gỗ ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em Hương được không? Bên đây thì em có Vios đây. 2000 mấy thì thâu quá, và 2019 thì cao quá. Thì ở đây em có một chiếc xe Vios đời 2016 nhá.
Fiat bản E xịn đời 2016 form dáng mới. Em này là vẫn là máy đen. Máy đen, đèn bi salon xin nhan trên gương. Phanh ABS đầy đủ rồi, một chủ sử dụng, máy số zin. Toyota Vios bản E xịn em Hương đang bán là 365 triệu. 365 triệu cho chiếc xe Vios máy số zin một chủ của em Hương này. Táp ly táp lô đẹp căng, trần nỉ nguyên zin, ghế da cao cấp. Táp ly táp lô lại kệ bước chân lên xuống xe để form dáng mới rồi. 365 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương. Vios đây. Phanh ABS nốp nắp thì dày dặn luôn ạ. Bên cạnh chiếc xe Vios là một chiếc xe đến từ Hàn Quốc, một em i30 đời 2009 bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.6 số tự động đẹp. Em Hương đang bán là 308 triệu cho chiếc xe của em Hương đây ạ. Đèn bi salon giải đèn nét rồi, cửa lóc đầy đủ, sấy sưởi kính có, sấy sưởi ghế cũng có luôn. Đây ạ, i30 của em Hương đây các bác nhá, động cơ trang bị 1.6, 308 triệu. Còn Kia Morning thì em Hương có rất là nhiều luôn. Morning số tự động biển Hà Nội, 158 triệu đời 2004, đăng ký lăn bánh là 2007 nhá. Động cơ trang bị 1.0, bản SNX Kia Morning số tự động đẹp, nước sơn màu xanh mát mắt. Form dáng nhỏ gọn, màn hình giải trí, ghế da cao cấp rồi. Không đâm xô và không ngập nước. Không đâm xô và không ngập nước, đấy là cam kết tiêu chuẩn khi các bác mua xe bên em. Các bác đừng nghĩ rằng các bác là người mua mà các bác sợ mua phải xe ngập nước. Em là người bán thì em cũng phải đi mua. Em mà đi mua, em nhập, em đầu tư, em còn sợ hơn các bác rất là nhiều. Nên là em kiểm tra về ngập nước và đâm xô rất là kỹ luôn ạ. Vì em mua của dân xong là các bác dân hết trách nhiệm. Nhưng em bán cho dân thì em còn phải có trách nhiệm với các bác dân. Nên là các bác cứ để ý cho em nhé. Chứ rồi em xin lỗi với nghe điện thoại ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, anh quan tâm mẫu xe gì ạ? À, anh ơi, anh kết nối Zalo Zalo cho em số này, xong đợi em một chút, em đang live stream nhé. Em có anh ạ. Em có anh ạ. À, anh ơi, em xin phép là anh kết nối Zalo xong đợi em một chút nhé, tại vì em đang đến đang live stream ạ. Tí nữa em sẽ tư vấn cho anh nhé. Em ở cạnh trường Đại học Hải Dương anh ạ. Địa chỉ là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Dạ Zalo xong lại anh kết nối cho em nhé, để em sẽ gửi cho anh ạ. Lê Hương Ô Tô Hải Dương ạ. Đây ạ, các bác cho em quay lại nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Toyota Camry. Toyota Camry đời 2009, số tự động đẹp, form dáng hạng sang. Một chủ sử dụng, 415 triệu cho chiếc xe Toyota Camry của em Hương đây ạ. Xin nhan trên gương, đèn bi salon, một chủ sử dụng đây. Bên cạnh Toyota Camry là một chiếc xe Vios. Vios giá rẻ đời 2009, số sàn. Em Hương đang bán là 185 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương đây ạ. 185 triệu cho chiếc xe Vios của em Hương nhé. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em nhé. Vios giá rẻ đây ạ, 185 triệu đời 2009 cho chiếc xe Vios bản bản này là bản limo của em Hương rồi. Quan tâm thì để lại số điện thoại cho em. Em chào anh Hùng Nguyễn này, chào anh Bùi Ngọc Anh, chào anh Hiền Lê. Ở đây thì em còn có một chiếc xe nữa đây. Đây là một siêu phẩm Accent bản Blue cao cấp nhập khẩu đây ạ. Accent màu trắng bản Blue cao cấp nhập khẩu, lên đèn bi salon rồi, có giải đèn nét xin nhan trên gương. Giá chào bán chỉ có 275 triệu cho chiếc Accent đời 2013, số tự động đẹp đây ạ. Xin nhan trên gương đầy đủ rồi, màn hình giải trí, túi khí an toàn, ghế da cao cấp cho em nhé. Accent Blue bản cao cấp đặc biệt màu trắng đẹp, cửa lóc đầy đủ, số tự động, phanh ABS chống bó cứng này. 375 triệu cho chiếc xe Hyundai Accent của em Hương. Em chào anh Ngọc Tân, chào bác Nguyễn Lan, chào bác Trình Phong, chào anh Hiền Nguyễn nào, chia sẻ nhiệt tình cho em Hương lên trang cá nhân và hội nhóm những lượt chia sẻ mới cho em nhé. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Kia Morning, giá thì ngang ngửa với xe máy đây. Một chiếc xe Kia Morning bản full đồ đời 2011, em Hương đang bán là 128 triệu. 128 triệu cho chiếc xe Kia Morning đây.
i30 thì em Hương đang có 3 chiếc nhá. i30 đây là chiếc xe i30 bản Crown cao cấp full kịch số tự động giá rẻ này. 275 triệu i30 đời 2008 số tự động. Bạn nhập Hàn, sấy sợi kính có, sấy sợi ghế có hết rồi. 278 triệu có xe i30 đi ạ. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em nhé. Chia sẻ cho em những lượt chia sẻ mới đây nào. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Cruise đời 2012, số sàn động cơ trang bị 1.6 Chevrolet Cruise. Hiện tại em cũng đang có 3 chiếc, 2 chiếc màu đen và 1 chiếc màu trắng. Chiếc màu đỏ thì hôm qua về làm dâu Hải Phòng rồi, ạ. Còn ở đây thì em có chiếc Cruise màu đen nữa đây. Cruise đời 2012 em Hương đang bán là 258 triệu, động cơ 1.6 này, tư nhân sử dụng biển Hải Dương. Form dáng sedan hai đầu rất là đẹp, la răng thể thao 5 chấu, một dàn lốp cứng cáp luôn nhé. Xin nhan được chân hông rồi. Em chào anh Trung Kiên, chào anh Trình Phong, chào anh Phúc Nguyễn ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em. Chiếc Cruise của em Hương đây, màn hình giải trí đầy đủ rồi, ghế da xịn xò, thảm sạch sẽ nhá. Trần vẫn là trần lỉ nguyên zin đây ạ. Chiếc Cruise của em Hương đây, em này 2012 mà order của em này order 8 vạn, hơn 8 vạn thôi, bác chủ đi rất là ít. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Bên đây thì em còn có chiếc xe Captiva 7 chỗ ngồi, số sàn giá rẻ này. 7 chỗ ngồi em có Captiva. Captiva đời 2007, động cơ trang bị là 2.4 nhá. 7 chỗ ngồi đây, hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, giá chỉ có 215 triệu thôi. Số sàn 7 chỗ ngồi cho chiếc xe Captiva. La răng 5 chấu, phanh ABS đầy đủ, đèn bi salon có, màn hình giải trí rồi. 7 chỗ ngồi thì em Hương có Captiva 215 triệu. Bên cạnh chiếc Captiva số sàn 7 chỗ ngồi thì em có Kia Carens. Kia Carens số tự động 7 chỗ ngồi đây ạ, giá cũng cực kỳ mềm luôn. Giá chào bán là 270 triệu. Kia Carens 270 triệu đời 2010, động cơ 2.0. Số tự động 7 chỗ ngồi em Hương có Kia Carens. Anh Nguyễn Hiếu ơi, anh An Dương ơi, chia sẻ cho em Lê Hương lên trang được họ nhóm học được không ạ? Chia sẻ nhiệt tình cho em lên nào. Bên đây thì em còn có Kia Rio. Kia Rio đời 2012 bản nhập Hàn, động cơ trang bị 1.4. Em Hương đang bán chiếc Rio bản hatchback số tự động này là 340 triệu, đời 2012, động cơ 1.4 nhá, đèn bi salon rồi. Có Vios E0 không chị ơi? Vios bản E thì em có nhá. Vios bản E thì em có đời 2016 số sàn. Máy đen em Hương đang bán là 365 triệu. Và một chiếc xe Vios bản E đời 2019 415 triệu màu trắng nhá. Chiếc màu đen thì em đang về sẵn đây rồi. Còn chiếc màu trắng thì em đang trên đường về, chắc là phải ngày mai mới cập bến nhá. Đây là chiếc xe Vios màu đen của em Hương đây ạ. Biển Hải Dương, tư nhân sử dụng, một chủ sử dụng và máy số zin. Bản E xịn Toyota Vios 365 triệu. Bác Loan Vũ để lại số điện thoại cho em nhé. Số sàn đây ạ. Số sàn đẹp của em Hương này, 365 triệu. Để lại số điện thoại em sẽ tư vấn cho mình. Chào bác Trần Tâm nhé. Chia sẻ nhiệt tình cho em Lê Hương lên trang cá nhân hội nhóm giúp em nào. Câu cắt chị. Ở đây thì em còn có một chiếc xe Vios, nhưng em này là bản limo lông này. Limo lông lên thành E. Vios đời 2010, giá chào bán chỉ có 206 triệu thôi. Nhưng bác nào mà hay xem livestream của em cũng sẽ để ý này. Hôm trước là có hai chiếc xe Vios biển 99 và 36 nằm cạnh nhau. Thì chiếc 36 đi lấy chồng rồi, còn chiếc biển 99 này thôi. Giá chào bán của em này chỉ có 206 triệu. Chốt trên livestream cắt luôn cái lẻ, còn 200 triệu tròn cho mình. Bên đây thì em còn có Nissan Navara bán tải đời 2017, nhập khẩu, động cơ trang bị 2.5. Em này nhập khẩu số tự động. Navara em Hương đang bán là 535 triệu, máy dầu biển Hà Nội, không đâm xô và không ngập nước, xin nhan trên gương đầy đủ cho mình rồi. Bán tải máy dầu một cầu số tự động đây ạ, 535 triệu. Xin nhan trên gương. Tay lắm cửa ốp mạ chrome rồi. Đây các bác nhìn này, phiếu bảo dưỡng bảo hành, bác chủ mới đi bảo hành bảo dưỡng này. Xe cực đẹp luôn. Trần lỉ nguyên zin này. Túi khí an toàn đây, màn hình giải trí đầy đủ rồi. 535 triệu cho chiếc xe bán tải màu trắng của em Hương nhá. Quan tâm mẫu xe nào thì để lại số điện thoại cho em.
Y10 thì em hương rất là nhiều luôn. Y10 em hương rất là nhiều. Một chiếc xe Y10 màu trắng số tự động đẹp đây. Chiếc Y10 này là đời 2015, số tự động em hương đang bán là 328 triệu cho chiếc xe Y10 đây ạ. 328 triệu nhập khẩu 1.2. Y10 số tự động đẹp đây. Y10 thì em hương lúc nào cũng sẵn 10 đầu xe luôn cho mình. Phục vụ quý bà con nhà mình lúc nào cũng phải 10 đầu xe. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Chevrolet Aveo thì em hương có nhá, đời cao chót vót mà giá giật mình luôn. Chevrolet Aveo đời 2018 số sàn, động cơ trang bị 1.4, xe đăng ký 5 chỗ ngồi mà giá chào bán chỉ có 255 triệu thôi. 255 triệu cho chiếc xe Chevrolet Aveo. Máy số zin ngon đẹp rồi, hồ sơ cầm tay, bác nào muốn chốt nhanh thì hồ sơ cầm tay rồi. Túi khí an toàn tổ hợp phím bấm trên vô lăng thì có 3 nút rồi. Vô lăng thiết kế 4 chấu ghế da xịn đẹp cho mình. Giá chào bán cho Aveo là 255 triệu. Rất là nhiều dòng xe đang được chào bán bên em. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em sẽ tư vấn cho mình nhé. Fiat bản E thì em còn có đời 2011 nữa đây. Fiat bản E đời 2011 em Hương đang bán là 265 triệu bản E xịn. Phanh ABS xi nhan trên gương đầy đủ rồi. Bản E thì em còn 2011 và 2016. Và đang về thêm chiếc 2019 ạ. Kết nối Zalo 0354602790. Em sẽ tư vấn cho mình nhé. Em chào bác Vũ Hoàng này. Chào anh Lê Văn Huy, chào bác Tuấn Nguyễn này. Bên đây thì em còn có một chiếc xe, các bác nhìn logo này, biển số này. Một chiếc xe Range Rover đến từ Sài Gòn. Một chiếc xe bán tải, một chiếc xe gọi là gì nhỉ? Khủng long bạo chúa nhá. Bốn mắt cảm biến va chạm phía sau. Range Rover đây. Range Rover với hỗ trợ cho em là lưng hạ gầm. Một con voi đến từ Sài Gòn nhá. Em này thì đến từ Anh Quốc, nhập khẩu Anh Quốc. Range Rover số tự động đẹp. 699 triệu cho siêu phẩm Range Rover của em Hương. Số tự động đẹp ạ. Xin phép khách hàng cho em nghe điện thoại một chút ạ. Alo em nghe ạ. Trường Đại học Hải Dương anh ạ. Bên cạnh luôn, em ở đằng sau cây xăng dầu 51 đấy ạ. Cây xăng dầu 51 trường Đại học Hải Dương. Vâng, anh kết nối Zalo cho em chưa? Em gửi định vị rồi đấy. Dạ, dạ, ok, em đang live stream và em xuống live stream kết nối cho anh dạ. Ok anh ạ, ok. Ở đây thì em còn có một chiếc xe, lốt chiếc xe này thì em sẽ nghỉ nhé, khách đang đến xem xe rồi. Ở đây em còn có một chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato đời 2017, số tự động đẹp với lớp sơn màu trắng đẹp. Em này là số tự động biển Hà Nội. Cảm biến va chạm quanh xe, phanh ABS chống bó cứng này. Xi nhan trên gương, cửa lắp đầy đủ, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Chiếc Cerato này em Hương đang bán với giá là 479 triệu. Ga tay tự động cruise control, màn hình giải trí, túi khí an toàn, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Động cơ trang bị 1.6, 479 triệu. Những bác nào thích dòng xe 5 chỗ, form dáng xịn sò như vậy, thể thao như vậy thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá gần như là hết tất cả các đầu xe đang được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Em chào anh Hà Nguyễn này. Anh Hà Nguyễn làm gì mà giờ mới vào xem live stream của em ạ? Quan tâm mẫu xe nào thì kết nối Zalo em sẽ tư vấn cho mình. Lắng quá các bác ạ. Em chào anh Hùng Nguyễn, chào anh Thạch Ngọc Thạch. Chào bác không quan tâm. Số điện thoại thì em đã ghi ở đây rồi, 0354602790. Kết nối qua Zalo em sẽ gửi định vị cho mình nhé. Em chào anh Lê Vinh ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một buổi báo giá cũng gần như là hết các bãi xe bên em rồi. Tất cả các đầu xe bên em, giá chào bán những mẫu xe bên em là từ 75-80 triệu cho đến gần 1 tỷ thì em đều có nhé. Bán tải này, Kia Morning này, số sàn, số tự động em đều có. Fiat bản E xịn em có 3-4 chiếc liền. Y10 thì có một dàn luôn. Những bác nào mà quan tâm mẫu xe nào thì kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Hoặc là gọi luôn cho em cũng được. Và địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Nên Hồng, thành phố Hải Dương ạ. Cả
cảm ơn tất cả khách hàng đã dành chút thời gian của mình để xem hết buổi báo giá của em. Còn em xin phép được dừng buổi báo giá ở đây vì khách đang đến xem xe trực tiếp rồi. Em chào anh Nguyễn Đình Lan, chào anh Lê Vinh nhé. Cảm ơn khách hàng nhà mình ạ. 11:30 vào ngày mai thì em lại lên sóng và báo giá những đầu xe đang sẵn tại bãi nhé. Quan tâm về Accent hay Vios thì cứ nhấc máy liên hệ cho em ạ. Chúc khách hàng nhà mình có một ngày nghỉ, một ngày làm việc hết rồi thì có một tuần làm việc của ngày lễ nhé. Nghỉ thứ bảy chủ nhật, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình ạ. Còn cho em xin được gửi lời chào sức khỏe ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.